Mời anh Quỳnh Linh lên. Trời ơi. Cái này có thể, cái này các bạn nữ có thể tự vệ. Các bạn nữ mà bị nắm tay giống như là, hình như anh Linh nắm ngay nữ phải không? Anh Linh nắm ngay người dê. Cô nắm tay chứ. Bên đây nắm ngay nữ. Ví dụ mình bị nắm tay đi bên này. Anh nắm tay ta đi, anh dê ta đi. Nắm tay như là mình mà càng dạy dụ thì sẽ càng chắc. Bà cục tên này kéo ra là tự bung thôi, là mình chạy. Tướng này đẹp trai lắm á. Thôi cũng thấy coi. Đi một giây đường đi, đi đi được mà. Sao sao quần này có độ giãn không? Dạ có độ giãn. Được được. Như bữa anh kia lên đá tét quần rồi đó. Thì bỏ giày ra đi. Bỏ giày nó hôi lắm. Rồi. Ví dụ mình đứng cái thế này quay đá. Cái này hoặc là em quay con đá hết được, đá hết nó cong trúng. Cũng được, cũng được, thấy cũng được. Bạn gái bên kia là một người con gái hiện đại năng động, cũng có một chút xíu tài lẻ mà có thể làm hấp dẫn đối phương rất nhiều. Mình sẽ tham khảo ý kiến người thân để xem sao. Bạn đi với ai không? Dạ hôm nay em đi với bạn thân của em. Lúc nhìn đầu tiên lên sân khấu á thì em nhận xét là em nhìn thấy cái vẻ hiền của chị, thứ hai nữa là nhìn chị hơi thật thà và có nhiều cái tố chất giống bên đàn trai, là như là thích nấu ăn thì hai vợ chồng có thể sau này hợp với nhau thì chia sẻ với nhau. Đàn gái có nói là như là một gái làm lố quá thì có thể mà sau này về khi mà tìm hiểu với nhau á thì em nghĩ tình yêu có thể chỉnh sửa lại được. Nhưng nãy giờ em có thấy chị ấy lố không? Thật ra thì không phải là lố đâu, tại vì cái đó là cái bản tính mình nói nhanh với lại có thể là nhiều chứ không phải là lố. Đúng rồi, đâu có gì lố. Đúng đâu là lố. Đúng không, tự nhiên đang ngồi không được. Còn ví dụ như mình hát lớn lên mà hát hay thì được, ok, mình múa mình múa đẹp, mình có quyền. Đúng rồi. Bạn gái cảm ơn bạn thân. Dạ em đi với mẹ với em gái. Theo má nhận xét thì thấy bạn chơi của con cũng thấy cũng được, có duyên có số thì vừa lấy nhau thôi, con cũng có cho nhau một cơ hội đi, rồi tìm hiểu nếu mà cảm thấy được thì đi đến. Bé Tuyền cô là cái tính nó nóng tính, nó thẳng tính lắm, ai mà không biết thì ghét nó, nhưng mà khi hiểu rồi là rất là thương nó. Dạ. Rồi em gái, em thấy anh để tương lai thế nào? Không đẹp, không có xấu, nhưng mà nhìn dễ nhìn, sạch sẽ. Em gái thiệt tình quá. À, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thử xem. Kéo màn. Và muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Có muộn giống em. Không sao, muộn thì sau này nó sẽ hết thôi. Dạ. Không sao đâu. Dạ, dạ. Bạn cảm nhận bằng trai thế nào? Dạ, cũng sáng sủa. Sáng thôi chứ không có sủa đâu nha. Dạ. Dạ, thấy không có cái gì nó xa quá. Dạ, em thấy gần gũi ạ. Nhìn em thì dễ thương, anh thích. Nhưng mà cảm ơn anh. Tại lên đây run quá, anh cũng không biết nói gì nhiều quá. Anh tương lai có tính ra đây làm không ạ? Hồi trước anh cũng có làm ở trên Sài Gòn, nhưng mà tại vì nhà anh thì có mình anh con trai thôi, anh có một người chị nữa. Dạ. Nhưng mà anh muốn ở gần ba mẹ, nhiều khi chăm sóc cho ba mẹ. Tức là gắn bó ở Vũng Tàu anh? Do hai bên thôi, thỏa thuận như thế nào. Tương lai có thể là em về quê, về Đắk Lắk á, tuổi má em cũng cao. Sau này không làm được thì giao lại việc buôn bán cho em á. Anh với em thì có bữa nếu mà hẹn hò thì chúng ta bàn chuyện đó chứ không sao hết. Sale thì mình thị trường nào mình cũng có thể làm được. Dạ. Do năng lực của mình thôi. Mà ở quê anh được không? Chỗ nào có con người chắc sẽ được thôi chứ không có gì hết. Dạ. Quan trọng điều gì ở vùng đất đó? Có cái gì có để cái mà gì ta để tới? Mình đến thôi. Dạ. Mình rất thích cái câu của bạn trai là nơi nào có người thì chắc là mình ở được thôi. Thuyết phục quấy. Mình bấm chuông đi em. Trời ơi. Ví dụ như bãi biển Vũng Tàu rất nhiều người tắm, trong đó có rất nhiều người đẹp, nhưng vẫn thiếu một người. Và người đó anh chắc chắn đó là em. Ví dụ thế. Cơ hội cuối cùng nha. Rồi, một, Tàu, hai, ba. Nghĩ đi. Có biết cái gì. Trời đất ơi, sao lẽ giờ tôi chỉ nữa chứ. Biển Vũng Tàu sẽ không bao giờ có sống nếu không có em. Thôi được rồi. Để thiệt á. Để tay vô nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ. Cái cảm giác trong người mình như thế nào? Hay có xao xuyến chút nào hay không? Có linh cảm cái người đối diện đó sẽ là một cái người đi với mình chung một đoạn đường dài hay không? Một, hai, ba. Hết thời gian.
lo là sợ cổ không bấm á.